trong rất là nhiều tập phim vừa rồi thì Phước Sửu cũng nói nhiều về Phú Mỹ Hưng, có nhiều cái sản phẩm mua bán và cho thuê. Thì trong video ngày hôm nay, Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá một căn biệt thự mini hay còn gọi là nhà phố tại khu dân cư Nam Thông 3 ha. Với diện tích của căn nhà này là ngang 8 dài 18 song lập, và ở đây thì một căn nhà được thiết kế gồm là một trệt hai lầu sân thượng áp mái. Nên với cái căn nhà này, khi mà quý chị vào thuê thì gần như là có nội thất đầy đủ luôn. Và ở đây là chủ nhà chấp nhận cho thuê chỉ 2 năm trở lên nha quý anh chị. Giá cho thuê của căn nhà này là 2.500 đô thôi. Một vị trí khá đẹp với một mức giá hợp lý. Ở đây thì quý anh chị nhìn thấy đó, xung quanh là họ đã xây dựng gần như hết rồi. Đường phía trước thì rộng rãi thoáng mát, xe hơi tránh nhau, đường bàn cờ nha quý anh chị. Bước ra một tí xíu là mua sắm sầm uất và ăn uống nè, giải trí đầy đủ tại khu dân cư Nam Thông 2. Khu dân cư Nam Thông 2 thì nó có khá nhiều cái cảnh quan và có nhiều cái công viên lớn như Phước Sửu đang bay flycam mọi người nhìn thấy. Thì khi nãy giờ nhìn thấy là ở đây thì cảnh quan rất là đẹp luôn, cây cối nhiều, và đặc biệt có một cái đội ngũ bảo vệ tuyệt vời ở Phú Mỹ Hưng, một cái không gian sống gọi là trong lành, thoáng mát. Để có nhiều thông tin hơn nữa về cái căn nhà phố tại Nam Thông 2, quý chị dự định cho thuê, dự định là muốn thuê thì inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ chi tiết đầy đủ hơn về cái căn biệt thự này cho quý chị nhé. Rồi, và bây giờ mọi người cùng với Phước Sửu theo dõi để biết là video sắp tới là Phú Mỹ Hưng sẽ hình thành như thế nào nha. Rồi, bây giờ Phước Sửu cùng với quý anh chị sẽ bay flycam và mình đi dạo một vòng Phú Mỹ Hưng nha quý chị, để xem Phú Mỹ Hưng sau 20 năm hình thành và phát triển thì thay đổi như thế nào nhé. Có quá nhiều tiện ích phong quý anh chị. Ở đây thì quý anh chị có thể là mua sắm nè, ăn uống nè, nghỉ ngơi giải trí nè, rồi là mình đi đến những cái siêu thị lớn như là Co-op-Mart nè, Vivo City nè. Xa hơn tí xíu nữa là có Lotte Mart, cách khoảng 5 phút thôi quý anh chị ạ. Và đặc biệt là dọc theo những cái trục đường lớn là những căn shop house. Và ở đây có khá nhiều những cái mặt hàng được bày bán nè, cửa hàng trang trí nội thất nè, rồi những trang thiết bị nè, rồi quần áo mua sắm, những cửa hiệu sang trọng Adidas là đầy đủ. Và đặc biệt ở đây món ăn rất là ngon nha quý anh chị. Ở đây thì quý anh chị có thể là tận hưởng những cái hương vị đặc trưng của ba miền có tại Phú Mỹ Hưng, và đặc biệt những cái sản phẩm, những cái hương vị và những món ăn của nước ngoài nữa quý anh chị ạ. Hàn Quốc nè, kim chi nè, rồi Hồng Kông nè, Malaysia nè, rồi có những cái món ăn của Ấn Độ nữa, nhiều phải không? Và ở đây thì mình có thể đi đến bệnh viện Pháp Việt để mình khám chữa bệnh, bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Quận 7. Và trong Phú Mỹ Hưng này có nhiều cái trung tâm thương mại lớn và nơi là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho quý chị khách hàng ở đây luôn. Đấy, một nơi khá đẹp luôn. Đặc biệt là cái vị thế tọa lạc của khu dân cư Phú Mỹ Hưng thì nó gọi là quá đắc địa quý chị ạ. Ở đây được bao bọc bởi thiên nhiên sinh thái khá tuyệt vời luôn, là một nơi kiến tạo thú vui điền viên cho những anh chị mà thích là yêu cây cảnh nè, nuôi chim nè, hay là mình thích trồng cây, nuôi cá, rồi thưởng như cái thiên nhiên cực kỳ tuyệt vời tại Phú Mỹ Hưng. Nói đến Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị là được bảo vệ 24/7 luôn. Ở đây thì những công ty bảo vệ Phú Mỹ Hưng gọi là một công ty bảo vệ chuyên nghiệp, chuyên bắt những cái pha gọi là trộm cướp và xe máy xe, hoặc là những cái trang thiết bị trong nhà của cư dân ở đây. Nên đó là khu này là nói đến trộm cướp là họ rất là sợ. Nên đó là khi mà quý chị sở hữu những sản phẩm mà là cư dân ở trong khu này rồi thì mình nghĩ đây là một nơi đáng sống quý chị ạ. Để có nhiều thông tin hơn nữa về Phú Mỹ Hưng và những cái sản phẩm được bày bán hoặc là được giới thiệu tại Phú Mỹ Hưng thì quý anh chị inbox theo số hotline của Phước Sửu bên dưới để mình
có thể là theo dõi những tập phim kế tiếp để mình lựa chọn cho mình một nơi an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lời tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.